Thưa quý vị và các bạn, năm nay lĩnh vực thương mại dịch vụ của quận Bình Thủy có nhiều chuyển biến tích cực khi hạ tầng thương mại dịch vụ được quan tâm đầu tư, gắn hoạt động sản xuất với thị trường tiêu thụ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân, nhất là vào dịp Tết. Những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày cửa hàng Co Food đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy có trên 300 khách đến mua hàng, chủ yếu là bánh kẹo, nước giải khát, nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Năm nay, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết, cùng với đảm bảo về số lượng, chất lượng nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm, cửa hàng còn cam kết bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Hệ thống của Co Food cũng chuẩn bị khoảng 10.000 mặt hàng, đặc biệt là vào hơn 800 mặt hàng, cái nhóm hàng bánh mứt, kẹo, Tết với lại nước ngọt, nước chay khác. Thì trong đó thì các mặt hàng rau củ, trái cây thì cũng tăng 30% cái sản lượng. Tôi thường đến đây mua hàng, lựa những cái loại mặt hàng nhu yếu phẩm trong đời sống, như là từ những cái thực phẩm tươi cho đến cây trái cây rồi đó, cho đến bánh kẹo này kia. Thì tôi thấy những cái mặt hàng đó ở đây mà và những cái mặt hàng tiêu dùng khác nữa ở đây nó đầy đủ. Hầu như là cái đồ gia dụng thì em đều mua ở đây, như là đồ ăn nè, bánh trái hay là mấy cái dầu gội hay là sữa tắm. Thì em thấy ở đây thì mọi người nhân viên thì rất là dễ thương, niềm nở, với giá cả cũng hợp lý hơn. Còn ở phường Trà Nóc có 940 cơ sở thương mại dịch vụ, tăng 17 cơ sở so với cùng kỳ. Trong đó có gần 900 cơ sở, chủ yếu là bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống. So với trước kia, quy mô kinh doanh và các mặt hàng được mở rộng, có sự phong phú về chủng loại, mẫu mã, hướng tới nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhất là trong dịp Tết. Năm nay mặc dù tình hình kinh tế khó khăn thiệt, nhưng mà người dân cũng vẫn mua, sức mua thì tăng hơn năm rồi. Bán thì cũng khá hơn hồi khi mới vừa dịch, cũng đỡ hơn cũng cỡ 50%. Toàn quận Bình Thủy có 7.204 cơ sở thương mại dịch vụ, trong đó có 36 hệ thống bán lẻ và một siêu thị đang hoạt động. Hàng hóa đa dạng phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thời gian qua, quận luôn quan tâm tạo mọi điều kiện phát triển thương mại dịch vụ thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa tổng hợp, phát triển sản xuất liên kết chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm của địa phương, thu hút các nhà đầu tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại. Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 13.405 tỷ đồng, tương đương 106,74% kế hoạch. Quận Bình Thủy sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn, tìm kiếm mở rộng thị trường, đồng thời quan tâm mời gọi thu hút hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ tại các khu đô thị, nhà phố liền kề, shop house, rồi quan tâm các nhà đầu tư phát triển các trung tâm mua sắm hiện đại tại cái khu đô thị Tesla để phục vụ tốt cho người dân. Sự năng động của các cơ sở kinh doanh, sự nhiệt thành của chính quyền địa phương sẽ là cơ sở để đưa lĩnh vực thương mại dịch vụ của quận Bình Thủy tiếp tục phát triển ở những năm tiếp theo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.